OK, xin chào quý anh chị nhà đầu tư ạ. Chào mừng anh chị nhà đầu tư quay lại với lại bản tin nhanh thị trường của em vào buổi tối lúc 7 giờ ha. Sắp tới thì chắc em ra cái bản tin vào lúc 7 giờ cho nó sớm anh chị. Thì như chị có biết là phiên giao dịch ngày hôm nay nó rất là thăng hoa nha anh chị. Mở cửa phiên giao dịch đã tăng 7-8 điểm rồi. Và tới cuối phiên chiều, index chúng ta điều chỉnh nó khá là sâu ha. Quay về tham chiếu ha. Mở cửa phiên chiều thì đôi khi nó nhúng xuống đỏ luôn. Quay về đâu đó khu vực 104, 105 gì đấy. Và lực dòng tiền vào khá mạnh phiên chiều mà đẩy cái thị trường của chúng ta tăng 26,47 điểm, tăng 26,3%. Nói chung là phiên ngày hôm nay thì nó khá là có nhiều cảm xúc đối với anh chị nhà đầu tư này. Khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ anh chị, mua quá mạnh luôn, đẩy chỉ số VN Index chúng ta đưa lên tăng quá ghê, tăng 2,63%. Trong đó thì Hòa Phát này, Phát Đạt hôm nay phát sàn ha, hôm nay là cuộc giải cứu thành công của Phát Đạt ha. Và Novaland cũng vậy, Novaland thì sau khi hôm qua nó có viên dừng chân ở ngay tham chiếu rồi anh chị, nó quét từ sàn lên tham chiếu rồi, hôm nay tăng trần anh chị à, nó cũng rung lắc ở ngay khu vực trần này đấy. Nếu như anh chị bắt đáy phiên hôm qua mà đánh đảo cái hàng ấy, thì đã có lợi nhuận khoảng 14% rồi ha. Còn nếu anh chị vẫn giữ hàng thì khả năng ngày mai ấy, là cái năng cái test cung khi mà cái hàng bắt đáy của phiên ngày hôm qua, phiên mà nó phát sàn ấy, nó về thì lúc đó mình sẽ kiểm tra lại cung cầu anh chị ha. Nhưng mà sắp tới thì em nghĩ là cái câu chuyện Novaland Phát Đạt cũng xong rồi ha, chỉ có Novaland cho mình vào rồi. Còn Phát Đạt thì coi như là tay trái chào tay phải thì phải chào tay trái à. Không cho nhà đầu tư nhỏ lẻ vào hả chị. Nếu như chị bắt được những phiên hôm qua, bắt đầu phiên hôm qua thì vào được. Còn phiên hôm nay thì coi như đã từ ô mở cửa đã hút hết cái giá sàn rồi ha, đã khớp lệnh sạch rồi. À. Rồi, thị trường thế giới chị thấy Shanghai, Hồng Kông, Thượng Hải, Hàn Quốc tăng rất mạnh nè, 5%, Hồng Kông tăng 5%, Thượng Hải 2,2%, Hàn Quốc tăng có 1%. Thị trường chúng ta thì sau này cũng đã đồng thuận theo thế giới rồi anh chị ha. Mình chờ đợi coi Dow Jones ngày hôm nay như thế nào. Dow Jones nó hôm qua nó có test lại, chạm lại cái đỉnh cũ, nó test lại. Dow Jones bây giờ cũng không quá quan trọng lắm nha chị. Cứ nếu mà nó vượt đỉnh này, khả năng rất là mạnh này. Nó vượt đỉnh thì nó tạo sự thăng hoa, lan tỏa dòng tiền cho cái khu vực châu Á cũng như trên thế giới thôi ha. Ok, mình tóm gọn nhanh cái thị trường của chúng ta hôm qua, hôm nay nó phiên giao dịch như thế nào và nhận định thị trường của ngày mai để cho anh chị có cái nhìn nó tổng quan hơn cho thị trường sắp tới ha. Đối với những anh chị mà không có thời gian vào buổi sáng xem bản tin sáng hoặc là buổi trưa giờ khớp lệnh của anh em thì có thể coi cập nhật nhanh bản tin thị trường anh chị. Rồi, hôm nay thì chị thấy mở cửa coi như năm cây nến nó sẽ là một phiên anh chị ha, mở cửa tạo tạo gap như này nè. Mở cửa tạo gap là mình đã thấy có vấn đề rồi ha. Và cũng đâu đó hy vọng là nó sẽ quay về khu vực 990 hoặc là sâu hơn thì 980. Đặc biệt thì nếu như lấp gap được khu vực 970 thì rất là tốt cho index đi lên nó bền vững anh chị, nhưng mà nó không về được tới khu vực 970 hoặc 980. Mà nó dừng chân ở khu vực đâu đó 998 mà đến đầu giờ chiều này 998, 999 vòng vòng khu vực 1.000 á chị. Và bắt đầu nó rút chân lên ha. Mình đã chờ đợi nó khu vực nó về 980 để có lực cầu mạnh hơn hoặc là đâu đó về 970 nha. Lực cầu của chúng ta đối với những anh chị nào trễ hàng hoặc là đã chốt lời rồi anh chị mua vào. Thì đánh lên rất mạnh gì nó điều chỉnh về. Phiên sáng tăng mạnh này, phiên sáng tăng mạnh và sau 10 giờ có lực bán rất mạnh nha chị, lực bán rất mạnh đưa chỉ số tăng sau khi mà mở cửa nó tăng lên. Sau khi mở cửa nó tăng lên khu vực đâu 1020, 2021 gì đấy, nó điều chỉnh về sát tham chiếu đó nha anh chị. Nó giảm 16 điểm, 105 về 105 ha, giảm 16 điểm trong phiên sáng. Bắt đầu mở cửa phiên chiều là bắt đầu có lực bán tiếp nha anh chị, có lực bán chốt lãi rất mạnh ha. Và bắt đầu sau 2 giờ lực bán đây, lực vào lực mua vào rất cao ha. Đẩy thị trường chúng ta, đặc biệt là phiên ATO, đẩy thị trường chúng ta lên 1032 luôn. Thì vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm là tại sao thị trường nó tăng nóng như vậy mà nó không có một cái nhịp điều chỉnh sâu anh chị. Cái lực mua nó quá nhiều sau khi mà cái sự lan tỏa của cái dòng tiền nó vượt 1071 này, nó sự lan tỏa của dòng tiền cộng thêm cái việc Novaland Phát Đạt nó thoát sàn anh chị, tạo một cái dòng tiền lan tỏa khá nhiều hay là khá mạnh cho dòng bất động sản cũng như là dòng chứng khoán, thì nó tạo ra một cái cú hích nó đẩy những cái dòng khác lan tỏa luôn ha. Thì mình vẫn chờ đợi một cái nhịp điều chỉnh và yêu cầu anh chị là cứ túc tắc mình chốt hàng thôi nha, mình túc tắc mình chốt hàng chứ những cái khu vực như thế này mình cứ mua. Và khi nó điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh rất sâu nha chị, điều chỉnh rất sâu ha, nó điều chỉnh rất mạnh ha. Để nó quét sạch, sau đó nó bắt đầu nó sẽ tích lũy tiếp và đi lên, nó sẽ ổn định hơn cho thị trường của mình nha. Nếu như nó tăng, nó tăng nóng nha, chị thấy nó tăng rất nóng nha, nó tăng rất nóng mà chị vào hàng ngay khu vực 935 là chị cứ vào hàng là có lãi, vào hàng là có lãi, nó chưa có nhịp ngừng chân lại. Và index nó tăng nóng như vậy anh chị thì nó sẽ tạo cho chị một cái đà gọi là mình sẽ chờ trễ tàu, thì mình sẽ FOMO, mình sẽ đua theo cái thị trường ha. Và khi mình FOMO ngay cái điểm mà mình FOMO theo thì thị trường sẽ điều chỉnh. Ví dụ trong tuần này bây giờ nó sẽ chưa điều chỉnh nha, thứ năm hoặc thứ sáu mới điều chỉnh. Thì khi mà mình mua hàng vào ngay cái thời điểm đó thì mình đã đâu đó mình sẽ kẹt ở ngay cái giai đoạn ổn định ngắn hạn ha.
Thì để cho mình thoát khỏi cái việc mà bị FOMO theo theo thị trường thì mình phải làm gì? Đầu tiên là mình phải xác định được cái thị trường nó đang gặp kháng cự khu vực nào ha. Đặc biệt là hiện tại chị cũng thấy này, nó sẽ gặp kháng cự khu vực 1033, 1034 gì đấy ha, trên đồ thị giờ. Và trên đồ thị ngày thì cũng đâu đó 1035, 1037 vòng vòng khu vực đấy ha. Thì trên đồ thị giờ sẽ có cái kháng cự là 1033 nha chị ha. Thì nó mở, nó kéo ATO, nó kéo về sát khu vực kháng cự luôn. Thì ngày mai em nghĩ là cái kháng cự này cũng sẽ break qua thôi. Đối với cái dòng tiền nó đang tỏa rất mạnh như thế này, và cái tâm lý rất là hồ hởi nha chị. Chiều nay anh chị thấy đi, media sẽ ra tin rất là nhiều ha. Thị trường vượt đỉnh, thị trường tăng mạnh, thị trường lan tỏa với châu Á, thị trường lan tỏa với thế giới các kiểu ha. Thì khả năng sáng ngày mai nó sẽ đẩy break qua được luôn cái khu vực 1033 này, và nó có một cái kháng cự ở ngày là 1036, 1037, 1037 nha. Chị nhớ 1037 nha. Trên đồ thị giờ thì nó sẽ là 1033. Thì sẽ đánh rướng qua nằm trên khu vực 1037 ha. Thì hy vọng là sáng ngày mai á, kết thúc được cái nến giờ ngày đầu tiên trong 10 giờ, nếu mà nó break qua được 1033, 1037 gì đấy mà nó đóng nến trên 1033 anh chị, thì coi như là nó test thành công cái khu vực kháng cự này ha, nó vượt lên. Cái ga tiếp theo ở đâu ha? Ga tiếp theo là khu vực 1050 này chị, 1049 và 1050 đây, 1049 đây ha, thì cái ga cũ của nó. Nhưng mà trước mắt nó sẽ phải dừng ở 1033 trước đó nha chị ha, 1033 tới 1037. Ở khu vực này mình phải hết sức lưu ý là gì, bởi vì từ 1033, 1037 nó tới 1049 nó không có nhiều, khoảng cách nó không có xa. Ví dụ nó sẽ rướn ra một cây nữa cho mình, hoặc là trong một vài giờ tới ha, chị một thấy một cây nến nó đã đủ 20 điểm rồi. Đối với tâm lý nó rất là FOMO như thế này thì nó đẩy cho chị lên 1049, 1050 nó rất là dễ. Rồi sau đó nó có một pha điều chỉnh mạnh xuống thì lúc đó mình sẽ bị kẹt ở khu vực như này ha chị. Bên em thì bên anh em câu lạc bộ thì luôn luôn đề phòng cho anh chị cái rủi ro cho anh chị khi anh chị mua cái giá nó quá cao á, bởi vì khi thị trường nó đi lên tới một cái mức mà nó đã quá đà thì nó phải có cái nhịp nhịp dừng ha. Nhưng hiện tại nó vẫn chưa có nhịp dừng, hiện tại anh chị thấy nó vẫn kéo ATO, nó chưa có nhịp dừng. Thì để cho mình quan sát được cái nhịp dừng là nhịp nào thì anh chị phải quan sát sát sao trong phiên ha. Thì mời anh chị là theo luôn theo dõi anh em cập nhật các cái bản tin sáng, hoặc là giờ khớp lệnh, hoặc là bản tin trưa, hoặc là các cái bản tin chiều của anh em để mình theo dõi sát thị trường. Còn ngày mai cái khu vực kháng cự 1033 và 1048, 49 ở đây là hai kháng cự khá là mạnh nha chị, khá là mạnh ha. Có thể để cho anh chị ở cái trạng thái là đang rất là hưng phấn đây, và lên đây nó sẽ tích lũy đi ngang và nó sẽ điều chỉnh ha chị. Nó nên điều chỉnh chứ không phải là điều chỉnh để cho mình nói về thị trường nó xấu, không phải. Nó nên điều chỉnh để cho thị trường đi lên một cách tích cực. Em thì cũng như các chị thôi, cũng đầu tư thôi và hỗ trợ cho anh chị trong những cái phiên giao dịch, thì mình luôn luôn mong thị trường đi lên chứ. Mình cũng là những người đầu tư mà, mình cũng nắm giữ hàng mà, mình muốn vẫn muốn thị trường đi lên để mình sinh ra lợi nhuận trong năm nay hoặc là năm sau ha. Trước mắt là cái Noel hoặc là cái Tết này này. Thì tại sao em muốn nó điều chỉnh? Bởi vì nó phải điều chỉnh để nó đi lên bền vững hơn. Còn nếu nó tăng nóng, khi mà nó điều chỉnh nó gãy sâu quá chị, nó gãy sâu quá thì cái việc nó quay lên lại rất là khó. Còn khi nó điều chỉnh rồi, nó chạy lên một nhịp nó điều chỉnh lại dòng tiền mới vào, lại lên đi nhịp lại dòng tiền mới vào đi lên thì nó sẽ đi lên cho mình rất là bền vững nha chị nha. Anh chị chú ý hết sức quan sát khu vực 1033 tới 1049 nha anh chị. Và phiên ngày mai này, phiên ngày mai là phiên ngày thứ tư đúng không? Ok, phiên ngày thứ tư thì em sẽ review cho anh chị sát sao vào cái khu vực kháng cự này 1033. À, sáng mai thì em nghĩ sẽ 1033 này không phải là cái cản nữa rồi. Bởi vì đối với cái dòng tiền nó lan tỏa rất mạnh như vậy, kéo phiên ATO như vậy thì khả năng sáng mai nó sẽ xuyên luôn 1033 khi mở cửa ATO nha anh chị. Thì cái kháng cự ngày ấy, nằm ở khu vực ngay cái khu vực 1036, 1037 ha. Rồi hy vọng là kết nến đầu tiên, cái giờ đầu tiên nó nằm trên được khu vực 1033 thì coi như là nó đã thành công, nó test cái khu vực hỗ trợ, khu vực kháng cự này và nó thành công hỗ trợ ha, để nó hướng về cái ga 1049. Đó là cái xu hướng là tích cực ha. Còn nếu trong cái tình huống là nó tiêu cực, nó điều chỉnh sâu thì nó sẽ về đâu? Đấy, đó là cái câu hỏi ha. Thì khi mà điều chỉnh sâu á, như em vẫn vẫn mong muốn nó khi mà tạm nó bỏ một cái gap ở đây, nó bỏ một cái gap ở khu vực 1070 ở đây thì có thể là trong tuần này nó chưa điều chỉnh về 1070 cho anh chị đâu ha. Nó sẽ về khu vực đâu đó ở những cái điểm hỗ trợ trước này, ở đầu 990 trước, xong rồi bây giờ 980. Rồi nếu như mà nó điều chỉnh sâu hơn hoặc là nó có sự chốt lãi mạnh mẽ hơn đó, thì nó về thì mình lấp cái gap 1070 ha. Rồi đặc biệt thì nó có một cái giao găm rất là phẳng ở đây, khu vực 960 này chị. Nếu như nó test trong những cái phiên trước á, thì nó sẽ ổn hơn ha. Còn bây giờ nó sẽ hai kiếm bắt đầu hướng lên thì chị, nó rất mạnh ha, nó tăng rất mạnh ha. Khi mà điều chỉnh sâu xuống á, thì chỉ có những cái hỗ trợ đây này. Ngày mai nó vẫn có hỗ trợ đây này, 1015 này, ngày mai này 1014, 1015, ở dưới là khu vực 994, 975 ngày mai, 994, 995, rồi sâu hơn nữa là 960 ha. Nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là sẽ lấp cái gap này ha. Nó vẫn lấp cái gap 970 này, ở dưới đây vẫn còn cái gap dưới đây nữa này. Đấy. Thì trong ngắn hạn thì em cũng hy vọng có một cái nhịp điều chỉnh như này để anh chị đánh nhanh chóng mình lướt hàng T cộng ha.
trên đồ thị ngày thì nó sẽ về đâu ha? Trên đồ thị ngày thì khả năng là phiên ngày mai á, nó sẽ có một cái hỗ trợ khu vực 1.007 này. À nhầm, sorry, phiên ngày mai sẽ có một cái hỗ trợ khu vực 980, cũng giống như là giờ thôi ha. Và sâu hơn là 950. Nó có hỗ trợ rất là nhiều nên cái thị trường chúng ta hiện tại nó tăng lên rồi, em nghĩ đánh giá là khá bền vững ha, nó khá tốt. Mình chỉ đâu đó mình sợ vào cái việc mà nó đang loanh quanh, nó tích lũy ở ngay đỉnh này này, bắt đầu nó có sự điều chỉnh xuống thôi. Thì anh chị mà không theo sát thị trường á, có thể là mình hưng phấn quá mình sẽ mua những cái cổ phiếu nằm ở ngay cái vùng đỉnh này. Thì cho dù cổ phiếu nó có vượt cản anh chị mà cái index nó điều chỉnh ngay khu vực mà nó đỉnh á, thì cổ phiếu nó cũng gãy thôi ha. Giống như bây giờ cổ phiếu nó vượt lên, em luôn luôn chờ nó có cái cản để có thể là nó điều chỉnh để mình mua, nhưng mà nó vượt cản thị trường, nó về cản mà thị trường nó quá hưng phấn á, nó đẩy luôn nó vượt cái cản ha. Rất là nhiều cổ phiếu bây giờ nó đã vượt vượt cả cái cản luôn rồi ha, thì bây giờ nó lại không có điểm mua cho mình. Thì nhiều anh chị em hỏi là có điểm mua thì anh em đều chờ, là cố gắng là chờ nó quay về cái khu vực hỗ trợ để mình mua, chứ bây giờ nó không còn điểm mua nữa, nó vượt cái cản rồi. Nó vượt cái cản mà ở trên nó còn cái cản nữa nha, còn không phải nó vượt cản ở trên nó thông thoáng. Ví dụ như những cổ phiếu mà nó vượt cản ở trên thông thoáng thì em không nói ha, còn bây giờ những cổ phiếu nó vượt cản ở trên vẫn còn cái cản khác nữa, mình vào nó lại rất là rõ dở ha, chờ điều chỉnh về hỗ trợ mình mua sẽ ổn hơn. Đó là thị trường phiên ngày mai nha chị. Nếu như phiên ngày mai á, bởi vì phiên ngày mai á, nó không có một cái rủi ro nào nó quá rõ cho mình ha. Nó chỉ có một cái rủi ro là phiên ngày mai thị trường nó áp lực bán mạnh ra thì nó sẽ điều chỉnh về hỗ trợ, và hỗ trợ đó nó có cứng hay không thôi. Chứ như những cái phiên trước về 935 này thì tụi em mới có thể nhận định ra là nó có những cái rủi ro, để anh chị quan sát, để anh chị có thể bắt đáy được khu vực này này. Chị chốt lợi ở trên đây để chị bắt lại khu vực này, để bây giờ mình hướng là một cái ga rất là tốt bên đây ha. Để có lãi rất là nhiều, anh chị bắt được chiếc khu vực 935 này là khu vực rất là tốt này. Cái ngày rủi ro anh em luôn luôn khuyến nghị cho anh chị cái ngày này, cái ngày có biến động khá là mạnh nè, mình quan sát kỹ ngày này. Ở nó về ngay hỗ trợ bật lên khá tốt anh chị. Chị một cô nó có một cái hay là như vậy, nó cho mình những cái điểm mua rất là chính xác rồi. Tóm lại cho cái video này á, thì em mong là chị nếu mà đang có hàng ha, nếu mà đang nắm giữ hàng thì anh chị cứ quan sát tiếp các anh em trong câu lạc bộ, để ngày mai mình xem xét khu vực kháng cự 1033 và 1037 á, xem coi nó phản ứng như thế nào ha. Nếu mà sau 10 giờ nó phản ứng tích cực, nó nằm trên khu vực 1033 này á, thì mình sẽ kỳ vọng nó sẽ hướng về khu vực 1048 49 để mình có thể chốt lãi dần dần đi nha chị ha. Rồi nếu như mà nó vượt một khu 1050 luôn, 1049 luôn, nó quá mạnh nó vượt luôn thì đi đâu ha, thì em chắc chắn bên chị nó phải dừng ở ga 105 1080 ha, chắc chắn nó phải dừng ở ga 1080 và chính xác hơn là 1084 ha. Đó là cái đồ, cái là cái kỳ chuẩn thị tuần này, đang khách sạn thị tuần này đang hướng về tuần này ha. Đó, đang hướng về tuần này thì khả năng tuần này và tuần sau khách sạn vẫn còn ha chị, tuần này tuần sau nữa khách sạn nó vẫn còn ha, 1084 này đấy. Thì cái kỳ nó phải hướng về đây trước ha, bắt đầu nó có sự rung lắc mạnh mẽ hơn. Còn hiện tại thì nó đã vượt qua cái TK 1.000 này, này đến 1.000, mất 1.000 rồi này, nó vượt qua rồi. Thì bây giờ nó hướng về khu vực 1.084, trước mắt nó phải dừng ở cái ga 1.050, 1.040 đã ha. Còn 1.033 này em nghĩ là sáng mai nó sẽ break qua thôi, cũng không có vấn đề gì đâu ha. Rồi, nếu có sự điều chỉnh về, nếu có sự điều chỉnh về khu vực 990 và 980 á, thì anh chị cũng có thể túc tắc mình gom hàng mình đánh lướt được ha. Mình đặc biệt mình chú ý á, mình đặc biệt mình chú ý khi mà một đóng đến cái tuần này ha, đặc biệt chú ý khi đóng đến tuần này ha. Nếu mà nó có cái sự tăng trưởng mạnh á, bởi vì cũng không không phải là kết thúc tuần, chưa phải kết thúc tuần nên cái nến này nó vẫn chưa xác nhận cho mình ha. Thì đóng đến tuần nếu mà nó có sự tăng trưởng mạnh á, thì cuối tuần này anh chị vẫn có thể mua thêm được để mình chờ về ga 1084. Nhưng mà nếu cho cuối tuần này á mà cái nến này nó bị kéo xuống anh chị, thì anh chị phải lưu ý, đáng chú ý nha, nó sẽ có khả năng nó test về khu vực 1.000 cho mình, hoặc là đâu đó nó sẽ test về nó lấp cái gap cho mình khu vực ở 970 anh chị ha. Nên mình khá là chú ý ha. Bây giờ anh chị cũng thấy ha, sau khi 4 phiên tăng rất nóng này, index bắt đầu đi vào một cái vùng mây rồi này ha, và phía trên này khu vực 1080 cũng có một cái cản ở đây. Thì trước mắt ở đây index nó cũng 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 khỏe đó chị, nhưng mà nó sẽ khi nếu mà nó vượt qua được 1037, 1037 nó khá khỏe, thì cái việc mà nó hướng về 1050 tới 1080 là hoàn toàn có thể xảy ra ha. Rồi hỗ trợ ở dưới của nó em nhắc lại ha, hỗ trợ của dưới của nó là trong đồ thị ngày là 980, 983 ha, và đồ thị giờ là ở khu vực 995. À, trong ngày trong điều chỉnh trong giờ là 995. Trên đó thì 1015, nhưng mà 1015 nó không quá mạnh đâu nha anh chị. Mình chờ đợi một cái đồ thị giờ ở ngay kijun 995 và 980. Nói chung là 990 và 980 cho anh chị dễ nhớ ha. 990 và 980. Nếu như lắp ráp ở khu vực 970 thì rất tốt nha. Em cũng kỳ vọng nó vượt lên đây rồi, nhưng mà nó chạy đi từ từ thôi, nó chạy quá mạnh nè. Ngày hôm nay ngày rất hưng phấn cho anh chị em nè, cả anh em trong câu lạc bộ luôn, bởi vì anh em đều là vào mua hàng vào những cái thời điểm này ha, đều chờ đợi nó break qua. Thì lên đây đâu đó là anh em cũng đã cho anh chị bán rồi ha, sáng ngày hôm nay cũng vậy, cũng cố gắng bán cho trước 10 giờ ha, và điều chỉnh sáng này, điều chỉnh trong phiên sáng thôi, tới đầu phiên chiều rồi bắt đầu lực tiền vào mua rất mạnh ha, đẩy thị trường lên rất cao.
Nhưng mà chị phải lưu ý là hiện nay hôm nay thị trường nó tăng nóng là nó chỉ kéo cái dòng VN30 nhiều nha chị. Một số các cổ phiếu như thép nó không còn tăng nóng rồi. Thép nó không còn tăng nóng rồi ha. Rồi, chị mở cái đồ thị chị sẽ thấy thép không còn tăng nóng. Một vài cái cổ phiếu bất động sản á, nó đánh lên xuống liên tục, chị quan sát trong phiên á, nó trần ha. Thị trường điều chỉnh một cái là nó sẽ mất trần ngay. Có nghĩa là nó rất là nhạy cảm với thị trường anh chị. Nếu mà thị trường điều chỉnh nó thì cái cổ phiếu từ trần nó sẽ rất là dễ cho chị nha. Nên chị rất là chú ý quan tâm đến cổ phiếu đó nha. Và hai cái vùng kháng cự này 1033 và 1049 trong phiên ngày mai ha. Hỗ trợ 980 và 900 990 và 980 nha. Trong đồ thị ngày và đồ thị giờ ha. Rồi. À, xin cảm ơn chị đã chú ý đón xem cái bản tin nhanh của em trong cái mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu ha. Hy vọng sẽ cập nhật và mang lại những thông tin hữu ích cho anh chị vào những phiên giao dịch ngày mai. Và đặc biệt là anh chị không thời gian thì cũng có thể tổng quan được cái phiên giao dịch trong phiên ngày hôm nay như thế nào ha. Rồi, cảm ơn chị đã ủng hộ và tin tưởng anh em trong câu lạc bộ ITP. Nếu anh chị có nhu cầu về cái việc hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tư vấn một thì chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0 0915215247, hoặc là chị có thể vào cái room Zalo mà em ghi với dưới comment đó để có thể cùng trao đổi với nhau ha. Còn anh chị tin tưởng, yêu thương, hoặc là anh chị cảm giác phù hợp với lại cái cách đi lệnh của mình, của em với anh chị, thì anh chị có thể là mở một cái ID mới BCK8 nha chị, BCK8 VPS ID BCK8, hoặc là mở một cái tài khoản để ủng hộ cho anh em trong câu lạc bộ nha chị. Mở một cái tài khoản cho ai cũng được ha. Bây giờ hiện tại là em cũng đang đang chạy KPI anh chị ha. Nếu chị yêu thương thì chị có thể ủng hộ em bằng cách mở một cái tài khoản cho em để em hỗ trợ cho chị trong thời gian sắp tới nha. Em xin chào và hẹn gặp lại chị trong phiên bản tin nhanh vào ngày mai. Chúc chị giao dịch thành công vào ngày mai chị, cũng như buổi tối tốt lành và bé với gia đình cùng người thân trong tối ngày hôm nay ha.